Anh chị và các bạn, giờ này cũng là khoảng 10 giờ sáng rồi, ngày 11 tháng 3 năm 2023 cả nhà ơi. Thì giờ này trời cũng rất là nắng nóng lên rồi. Thì hôm nay là cũng nhân vào cái dịp là thứ bảy cuối tuần nên khán giả đến rất là đông và để viếng mộ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì hôm nay là ngày thứ bảy nên công nhân ở Bình Dương này là đa phần là công ty công nhân cả nhà nên viếng mộ rất là đông. Thì đã trải qua được 3 ngày rồi. Thì nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã an nghỉ tại nơi đây. Mọi người chưa tới kịp nên hôm nay cũng tranh thủ tới viếng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Một ngày ngày càng đông cả nhà, ngày càng đông nhé. Anh trai này cũng ghé để viếng các cô các chị, rất là nhiều người đến viếng luôn cả nhà ơi. Một nghệ sĩ tài hoa ai cũng mến mộ. Cô cũng vái cũng cầu xin cho hương linh của cố nghệ sĩ được thanh thản siêu thoát cả nhà. Rất là nhiều người đến thắp nhang. Bông rất là tươi cả nhà. Mọi người cũng gửi trái cây, hoa. Ở đây có tiền nữa cả nhà. Ở đây mọi người có gửi tiền vàng bạc cho cố nghệ sĩ nữa nè. Trái cây cả nhà. Thì sau khi mà hạ nguyệt á, thì gia đình cũng làm lễ mở cửa luôn rồi cả nhà. Nên hôm nay không có cái lễ đó. Ở đây em quay từ ở những cái góc độ xa để cho cả nhà thấy là mộ phần của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Đây. Mình chỉ cần bước vài bước là ra là tới đường rồi cả nhà. Xe mình chạy lên xe là mình đi tới nơi được nha cả nhà. Mình đậu ở đây, mình khóa cổ là mình bảo quản xe của mình ha. Ở đây có một cái chị này đang tiến vào cầm trên tay một bó hoa để viếng cố nghệ sĩ Vũ Linh cả nhà. Không ăn rồi hả? Mọi người rất là đông. Cây thì ở đây được có dừa cả nhà, những cái dừa. Đây chị đâu đưa mạnh mạnh đưa coi mạnh đó bây giờ chú đó cái cây đó là chú hay thuốc mang đi đâu mà chị đó nói là thuốc giả đây. Chị gái này cũng tỉ mỉ cắm từng những cành hoa cả nhà. Để dâng tặng cho cố nghệ sĩ ha.
cái lượng chả có xôi mấy cái gì thích nhất là hút thuốc mà thích chiếc là thuốc, vừa dạy bình tinh mà hát mà còn phải mà hút thuốc nữa, hút thuốc lắm. Đồ ngon không á nha, đồ mới không á. Chú Vũ Linh chú Vũ Linh ăn xong rồi mình xin được không? Vậy chú Vũ Linh ăn xong rồi em xin được không? Được chị, được đã ha. Hết mà chị không dạ. Có mình ăn chung với lại mình, anh Vũ Linh. Mình nhậu chung ha, mình nhậu chung đúng không? À cô chú anh chị ở đây, chị này có mua bia nè, xôi chị á hả? Chị ở từ Phúc Hòa cô giáo. Dạ. Chị ở đây chị xuống xuống cho mỏi vậy chị. Dạ. Chị cái đây mình để lên phía trên này chị. Quá im ở nhà. Mình bẻ cái dạ dạ. Đây là ngôi mộ của chị. Làm sao biết mà chú Vũ Linh mà thích bia chị? Tại vì chị thì nói chung cũng biết quen với lại anh Vũ Linh này cũng được 22 năm rồi. Wow. À. Yeah. Cho nên là cái gì chị cũng biết hết. Yeah. À, thì cái bữa mà chôn chú thì ở đây thì chị cũng có xuống. Yeah. Nhưng mà hôm nay chị đếm lại chị cũng là một con mã. Yeah. Nhưng mà chị không hiểu sao cái bữa đó cái chị xuống chị viếng xong mà cái chị về chị bệnh. Dạ. Yeah. Trời luôn. Chị nằm liệt luôn không mới dậy được rồi chị xin rồi cho chị khỏe đi rồi chị xuống lần nữa. Dạ. Bữa nay chị mà đã ra đi thì phải buồn bệnh luôn. Dạ. Đi không nổi tưởng nó chết luôn rồi chứ. Dạ. Nằm liệt luôn không dậy nổi luôn. Hôm nay mình biết chú Vũ Linh thích bia nên mình mua xuống mình nhậu chung với chú ha. Đúng rồi. Chị không, không biết, say là không về chị. Chị không biết mấy em đi dạ. Đâu chị mà biết mấy em ở đây á là chị mua một thùng luôn á. Trời. Chị tính là hơi không vắng lắm chắc có mình chị thôi. Em có xe chị, em chở chị ra lại. Đó. Sao? Chị có tiền chứ có xe. Chị này rất là vui và rất là mến mộ chú Vũ Linh cả nhà. Quá tuyệt vời. Có bia, có mồi, có trái cây tráng miệng luôn. Chị nói quen chú hai mấy năm rồi, có khi nào mà có dịp được ngồi chung nhậu với chú chưa? À, chị không có ngồi nhậu nhưng mà có lôi lốt quá thì chú bệnh rảnh thì chú cũng có thăm chị. À. À, thì nói chứ nhậu thì cũng đi nhà hàng nhậu chứ sao nhậu bên ngoài. Đem rớt nhà, đem nhà cho chị thăm. Thì chị cũng nói chung là nếu mà người nào á, anh là anh xã của chị ha, là anh được nghe chú nói á, mà biết người nào đến đúng á, ngay và luôn đi hả? Anh chị không? 22 năm giúp chị thôi, giúp chị thôi. Nãy giờ làm tưởng anh xã chứ. Nay chị đến cấp thương chú Linh mua gần những ai chị thì mua giả rồi mua bia, mua xôi, mua nước khoáng cho chú, nhưng mà có mua thuốc là chị không mua hay đi cho nợ đâu, mà là chị cúng á, chị cúng với tấm lòng của chị, chứ mà là con lỡ nhưng mà trong tâm chị là chị thắng quyền cho chị khỏe cái gì đó. Chứ chị tưởng là chị đi mất tiêu rồi đó, đi mua mệt lắm thôi chị. Chị nói ha, chị nói chị nằm á, chị nằm á, chị không sợ mình luôn, không sợ gì luôn. Thương, không gì hết. Đấy là đầu tiên là chị nghe tin chú mất là chị cũng không, chị không, chị nghe tin chú mất á, thì chị cũng không có thấy chú mất không gì đâu. Hình như là cái tim mình nó không còn gì để nói nữa. Nhưng mà cái khi mà chị đi viếng là đi viếng cái ngày chôn á, người ta chôn xong rồi chị đến đây là 3:15 á, là chị về xong thì chiều chị cũng đi trước đây cũng được khỏe khỏe á. Sau cái chị ngủ tới sáng cái là xong được tích luôn. Chị người ta tới mượn tiền chị mà chị đếm tiền cũng không có gì được đâu mà đếm. Chị cứ nhờ
Sao rồi cái chị dán trung tâm thì nó thôi vậy, chị khỏe đi mà tay nó như là trong mũi kim gì đó, nó đâm hết vô người thì nó không còn cái gì luôn. Em về đây em nằm, thì em nằm ở đây á, thì cũng gần tới nhà em 8 cây, thì em cũng vừa đến đây em muốn thăm anh, thì thăm anh xong rồi á, thì em cũng nhắn tin họ anh có anh theo em về nha. Thì chị cũng nghĩ là nói theo về thôi, tại vì chứ chị cũng hướng dẫn gì hết, ai về đâu về thiệt trai rồi xong rồi cái chị không còn biết gì luôn, về thiệt quá, về thiệt luôn. Chị giờ chị không còn kim để chăm nữa nè, chỉ còn ở nhà gà thôi chứ là bữa là thôi là chị nói chị nằm là chị nói là thôi chắc chuyến này chắc không có không có anh làm âm thầm chị này khui bia mời nghệ sĩ Vũ Linh cả nhà.